Đây là phần tiền lệ cho phần 3. Nhân viên của một công ty gạch đầu dòng thứ nhất, đó là chỉ số tồn tại. Một công ty chỉ tồn tại nếu nó chứa được những nhân viên có những phẩm chất sau đây, đặc biệt là cái đám lãnh đạo cán bộ khủng. Chỉ số đầu tiên thì mình mới sáng tạo được, mình mới đột phá được. Chỉ số IQ. Chỉ số IQ được hiểu như sau: chỉ số nào nó cũng có chữ thông minh ở phía trước, đó là thông minh trí tuệ. Thông minh trí tuệ, ai chỉ có trí tuệ, nhưng bố mày cần cái mức nhất định của nó. Thông minh trí tuệ đó chính là kiến thức nghề bảo hiểm, cái nghề của các bạn. Và tất cả những thằng thông minh trí tuệ mà thiếu những chỉ số sau thất bại hoàn toàn. Lên đỉnh Colombia, nhân toán, nhân lý, toàn quốc 100% thất bại. Nhưng nếu bạn các chỉ số dưới mà có, mà không có trí tuệ, không có nghề thua ngay, nhưng có nghề đi tù hết vì nó thiếu các chỉ số sau. Chỉ số thứ hai, chỉ số EQ, chữ EQ, chỉ số cảm xúc, người ta gọi là thông minh cảm xúc. Các bạn gái ở đây 90%, và 90% một cô gái hành động bằng cảm xúc, mà cảm xúc là kẻ thù số 1 của thành công. 100% các chị đã có chồng đều lấy chồng bằng cảm xúc. Thằng chồng lý tưởng là thằng chồng phù hợp, chứ không phải chồng giỏi, không phải là chồng tài, không phải chồng đẹp trai, mà thằng chồng phải phù hợp. Phù hợp về văn hóa và phù hợp về IQ. Khi nào thì bạn đạt được điều đó? Công nghệ là công nghệ phù hợp. Mày công ty nào mà chơi công nghệ hiện đại nhất, đó là biểu hiện sự run sợ của thằng tổng giám đốc. Các bạn à, cho nên các bạn không chịu suy nghĩ, cho nên tôi dạng tôi cứ phải đạt từ 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 từ. Nếu không nghĩ thì cái đầu tiên là người ta loại các bạn ra khỏi cuộc chơi. Tôi lấy ví dụ tập đoàn Apple, nó có 20.000 nhân viên khung của nó. Vào cuộc họp, nếu mà phê bình sếp, nó lập tức nó lấy hợp đồng lao động, có thỏa ước rồi, ký đuổi tại trận. Đây không phải chỗ phê bình, đây là chỗ bàn để sao ra cho doanh thu. Vào họp mà ngồi nguyên, không phát biểu gì, biết cũng ngồi, không biết cũng ngồi, kệ mẹ mày, bố mày im để tránh rủi ro. Đuổi tại trận vì não mày không hoạt động. Vào họp, đi họp là đi làm việc, họp xong mệt lư, đi học là đi làm, học xong đau hết cả đầu thì bạn hãy tự hào với chính bạn, vì đó là một buổi lao động. Đằng này đi học xong về thấy mẹ sướng hơn ở nhà làm việc nhiều, thì thấy con lấy buổi này. Cho nên đã vào họp chỉ có một chức năng thôi: đề xuất, đề xuất, đề xuất và đề xuất. Nó minh chứng là cái não mày có hoạt động. Và tao cần cái não mày hoạt động, chứ tao cần mày cơ bắp đi kéo xe bò, vì xe bò nó có bò để kéo được. Mà đề xuất ý kiến đó càng quái dị càng tốt, vì tất cả những thành bại, thành công của các tập đoàn đều từ những ý tưởng ngông cuồng mà ra. Các bạn à, loại đó nếu ý tưởng được áp dụng, bọn tôi không thường xe hơi đâu, mà tôi thường xe tăng. Các bạn à, còn mày không đạt được buổi này. Đằng này vào họ ngồi im như thóc, xong tưởng mình khôn, xong truyền tai nhau kể mẹ này. Các bạn à, công ty chết kể mẹ này, mình cứ lấy được mình phắn này. Tôi nói cái hàng đó thì mình chết. Cái đoạn nào mà tôi nói chúng các bạn ấy, thì hội trường nó có cái đặc điểm hay lắm, nó ngồi im. Mẹ sao giống tao thế. Các bạn à, tôi ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, tôi làm 40 năm quận 1.
Và tôi xin khẳng định các bạn ở quận 1 của tôi làm chuẩn chỉ hơn ở London nhiều. Vì châu Âu bắt đầu già cỗi và sự sông lên là của châu Á. Cho nên bạn hãy tin những điều tôi đang nói là tôi đang làm. Các bạn ạ, vào họp mà ngồi bấm máy như chị Trang này là đời sống ấy là tự. Các bạn ạ, đi họp mà chậm 2 phút thì đời con ấy bị đuổi ngay. Dạ em kẹt xe vào. Nếu mày bị kẹt xe thì tao đề nghị mày đi bắt đầu khởi binh ở nhà lúc 3 rưỡi sáng. Tao không chấp nhận bất cứ một lý do nào. Đó là chuyên nghiệp. Ok. Nhưng buổi đầu tôi chưa muốn dâng mức nước để cho các bạn thôi. Và nếu các bạn chỉ cần không tập trung thôi, cái chi phí đào tạo nó mất đi, thì kẻ đó ăn đòn ngay. Chứ không bao giờ đi giảng xong ngồi ăn, mẹ vừa giảng một đống đồ ăn trước mặt này luôn. Không biết là của thằng chồng hay của mẹ này. Nhưng tôi chưa dám đòi đến mức ấy. Nhưng nếu các bạn không tập thói quen đó, các bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Tôi nói thật, vì xã hội nó không thể dung nạp như thế được. Ok. Bây giờ hệ số số 3, hệ số AQ, đó là hệ số vượt khó. Nếu bạn không có được bộ hệ số này, đời bạn chỉ ăn cám. Các bạn ạ, nó gọi là người nhưng thực ra là con lợn thôi. Và chính vì thế đó cho nên các bạn ngày nay là các bạn phải vượt sướng. Còn cái thế hệ bọn tôi là vượt khổ. Vượt khổ dễ hơn vượt sướng nhiều. Tôi tuyển nhân sự mà cái hạng mẹ tiến sĩ mà đài cát phắn, loại đó không thể chấp nhận được. Tiếp theo, chỉ số PQ, chỉ số đạm mày. Tôi đố bạn giải thích được hành vi của tôi. Có bạn ạ, tôi không đam mê nghề, tôi không làm được thế này đâu. Các bạn ạ, ở Việt Nam nhiều thằng 93 tuổi mà không biết mình mê cái gì. Thực ra các bạn đang có những ý thích ngông cuồng chứ không phải mê. Để tìm đam mê khó lắm đấy. Lại một bài. Cái cách để vượt khó lại phải một bài. Cái mẹ tí nó ra đứng giữa trời ấy. Nắng chích mẹ. Bạn đừng nghĩ đến nắng. Bạn coi như người ta bắt bạn đi tù và đứng nắng thì bạn thấy nó bình thường mà. Bạn ngồi đây mà bạn nghĩ đến nóng thì nó sẽ nóng. Cách rèn luyện nó ví dụ thì. Còn mày đam mê cái gì? Tôi khẳng định anh này chưa tìm được đam mê ngoài mê gái. Mày hãy biết bố mày làm bằng đam mê thì bố mày chỉ mất 1/3 cuộc đời. Bố mày sẽ thành ngôi sao trong lĩnh vực đó. Chứ không liên quan tới tài năng IQ ở phía đâu. Tiến sĩ mà vượt khó không có là thằng tiến sĩ hèn, vứt mẹ mày đi. Bố mày cần thằng trung cấp dũng mãnh chứ bố mày không cần thằng giáo sư hèn. Wow. Tiền đề cho đột phá và sáng tạo là tư duy, là bạn phải là kẻ ít nhất phải có các chỉ số này ở một mức độ nào đó, không cần để 10 và không đạt được đâu, thì lúc đó mới đẩy cái tư duy đột phá ở cái mình lại này được. Chứ không phải là như cái chị nói với tôi trong đơn đặt hàng là ngày là đề nghị là các bạn ấy chuyển tư duy, nó không chuyển được nếu cái tiền đề nó thiếu cái này. Anh chị ạ, trong đó có một chị mà mời tôi thấy chính chị ấy không đủ thì chị không chuyển được. Chị đừng đòi hỏi các bạn đổi được đâu. Tí nữa đổi thì đổi thế nào thì đấy là điều kiện đủ. Còn đây là điều kiện cần. Mày muốn đổi được thì mày phải có ít nhất một mức độ nào đó với 6 chỉ số này. Nếu không đạt thì bọn tôi đưa vào vùng đuổi nhân sự. Và nhân sự hiện nay đó là nhân sự ngày nào cũng tuyển và ngày nào cũng đuổi. Các bạn ạ, chứ làm gì có tuyển theo đạt. Tiếp theo đó là chỉ số SQ, chỉ số thông minh
thông minh xã hội. Ở nhà thì khốn như rách, mẹ ra khỏi cửa thì ngu toàn diện. Thế các cụ mới chửi, mày là cái con khôn nhà giải trợ. Các bạn ạ, và thông minh xã hội đó là kiến thức mềm. Đó là gì? Luôn đổi địa vị mình là người khác thì nó tạo ra thấu cảm. Cái thằng trẻ con bị cây nó đè mà cả tối không ngủ được, nhìn bà mẹ bà khóc, thì bạn ấy đặt mình là mẹ nó thì bạn sẽ chia sẻ được. Làm người nó phải có cái độ giúp mình. Các bạn còn khỏe rồi chứ nó có dậy rồi chứ đâu. Còn mày chết kẻ mẹ mày thế thì chết. Nó lên nó bảo xem mày xem mày. Em đau khổ quá, má em mới bị tai nạn xe hơi mà phần đúng là thuộc về má em, vân 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 vân. Nó khóc quá trời, báo cáo sếp cho em nghỉ 3 ngày, em về em lo tang cho mẹ em rồi em lên. Thì mẹ leader có thông minh xã hội được, ở cho mày nghỉ đấy, chứ còn khóc cái gì, mẹ mày chết chứ mày mẹ tao đâu. Tôi nói nó rút cuốn nó đập chết mẹ cái con leader, lít mẹ gì mà lít. Hãy thấu cảm, nói chuyện với đứa mà mẹ nó mất y như mẹ mình mất, đấy mới là leader. Ok, có hiểu không? Hay là ngồi rung đùi, mẹ mày chết tao cứ rung đùi. Nó múc à. Thông minh xã hội là giao tiếp. Mẹ ngồi một đống đi picnic ở một cái resort đẹp thế này, tí nó vào ăn xong ngồi thì mẹ ngồi một đống không tham gia chung để đẩy không khí lên. Xong lại còn triết lý, em là người mẫu, em thích nghe để học tập. Mẹ tôi đọc cho mở mặt. Thế tao hỏi mày cả cái nhóm người này người nào cũng thích nghe để học tập thì cái buổi picnic này nó thành cái gì? Mình nói như con lợn nói mà mày dở cái giọng em. Mày thích nghe, người ta cũng thích nghe. Cho nên mỗi người phải thổi cái không khí vào cái buổi picnic này chứ. Các bạn à, một kẻ quá ngu xuẩn về mặt chỉ số xã hội. Các bạn à, cả lớp nó ngồi nó học, mẹ mình bị bấm máy rung đùi. Tôi nói chung chung nhé, mẹ. Các bạn à, muốn đổi được tư duy bắt buộc bạn phải có nền tảng điều kiện cần. Chỉ số cuối cùng CQ, chỉ số sáng tạo, tức là cái chỉ số mà nó cho thấy bạn làm cái gì bạn cũng có thói quen bạn nghĩ. Thì lúc ấy bắt đầu tôi mới giảng, vậy thì mày nghĩ cái gì thì gọi là đột phá. Hành vi của bạn không bao giờ giống ai mà rất là lợi nhuận, vì nó là sản phẩm của não các bạn ạ. Xong từ cái chỗ này mình vận dụng vào kinh doanh, cho nên là có mấy cái thằng lãnh đạo có tư duy đột phá với sáng tạo đâu mà cứ gào lính ấy. Thì vẽ suốt ngày thấy người ta làm cái gì đi bắt chước cái đó, còn lâu mới thành công. Cho nên là sự phá sản của doanh nghiệp đến sáng hôm nay là gần 400.000 sau dịch Covid. Và tôi phát biểu đó là một tín hiệu rất tốt. Thất nghiệp là một tín hiệu rất tốt, vì ông thầy đời ông đang dạy chúng mày. Trên thương trường nó chỉ tồn tại những công ty mạnh thôi, chứ nó không thể tồn tại những công ty khéo mồm ở đây được. Cho nên buộc phải chết thì còn ạ. Nó sẽ tạo ra những con gà tuyệt vời. Thì đó là cái sự vĩ đại của cạnh tranh. Mẹ nó dùng xong nó vươn vai, nó làm giảm nhuệ khí của cả đội. Nó ngồi nó vươn vai. Mày phong hay là muốn khỏe? Thế chứ. Chỉ số EQ, thông minh xã hội, quá kém. Wow. Vậy thì ở đây 10 điểm cho mỗi thành công giọng. Nếu bạn chấm 5, 5, 5, 5, bạn là kẻ quá ngon rồi đấy. Vậy thì mỗi người thử chấm thế. Bạn không chấm, tôi là leader, tôi sẽ chấm. Và tôi quyết định
đuổi bạn đi, chứ có nhồi nữa thì loài người đó cũng thừa. Mà sau khi đuổi thì bạn thấy rất lạ, hầu hết là lũ cử nhân mặc đỏ. Càng giỏi thì các chỉ số này càng kém, cho nên những người thành công thường là những người học dốt hoặc trung bình trong lớp. Từ tổng thống Mỹ trở đi, vì cái giống nó học ngu á thì nó thua cái thằng này là IQ, nhưng các chỉ số này nó không. Bởi vì học tốt thì muốn có bài của nó thì mẹ nó chửi thì phải ním. Cho nên ním là thành công. Thế tao cho mày có rồi đến khi về ký túc xá mày phải giặt quần cho bố mày. Hầu nó như chó thì nó mới cho. Và chính những tác phong ấy nó góp phần thành công sau này, vì các chỉ số xã hội và sáng tạo nó đều từ đó mà ra. Còn những thằng học có một tí kiến thức mặt kênh kênh rồi thất bại 100%. Lý do chỉ số bằng cấp của các bạn nó chiếm có 25% thành công, còn những chỉ số này, năm chỉ số này nó chiếm 75%. Đây là trường hợp thấp nhất, còn đa số trong cuộc sống nó chiếm tới 92%. Thế chị ạ, cho nên mấy ông dạy con thì mẹ em cũng phải lưu lại, em tiến sĩ thì em bằng cấp đầy đủ là 30 năm, mà con mẹ tổng giám đốc tự nhiên nó dùng một con trung cấp, nó sai em như chó, mẹ cái công ty này, khốn nạn thật. Tôi nói cho bạn, một là công ty này khốn nạn, hai là cái thằng này khốn nạn. Ai khốn nạn, ai khốn nạn, chưa biết đấy nhá. Nhưng nó ngu mà. Có tí kiến thức đi đứng khạch khà khạch khà, mày gặp nhân viên mày khiêm tốn lại mày ăn điểm mẹ rồi, người ta chào mà không thèm chào lại mày chết mẹ mày, nó găm vào đầu nó vì nó cần lương thì nó tha đấy. Nhưng cái mối thù ấy nó tích lại, tất cả lũ làm sếp đều chết vì bảo vệ, vì coi thường người ta. Ok, mày ra khỏi bảo vệ mày không chào người ta câu à, đi ăn về có phần mà mày ăn mày nhớ người ta cho một ít đồ ăn vào cái đồ hộp ấy, biếu người ta vì mình ăn nó đáng cái thôi, nhưng nó là tình cảm. Đó là leader, mẹ leader cái mẹ nhưng mà leader. Còn cái con này muốn thông minh cảm xúc thì phải luôn luôn thấu cảm thằng Lê Thập Dương nó mệt thế nào. Đằng này kệ mẹ mày bố mày cứ dùng đuổi. Cho nên là các bạn tưởng các bạn là nhân viên ngon à, và cái doanh số, tôi xin nói lại một lần nữa, vứt mẹ cái doanh số đi. Wow. Ok. Còn mấy cái thằng thầy kia dạy đột phá doanh số, muốn đột phá chúng ta lừa khách như sau. Thế mà còn rời học cứ thùn thùn rồi, vì cái giống học cái nào không cần phải hoạt động thì mẹ ra lừa khách thế xong. Nghĩ như thầy nói mệt của mẹ, các bạn chết ngay chỗ đó đấy. Có hiểu không hả mập? Mẹ em tên là gì? Giang. Khi nào tôi hỏi có hiểu không hả Giang thì em hãy lên tiếng. Đằng này tôi hỏi có hiểu không hả mập thế cũng nói. Khi nào em học bán hàng, em phải học đầu tiên là học tâm lý, xong thứ nhì bắt đầu mới học giao tiếp. Giao tiếp là hệ thống các giải pháp thỏa mãn tâm lý thằng đối diện. Không một kẻ nào biết bán hàng mà dám kêu bán hàng. Cái láo của các anh chị nếu có là ở đó. Cho nên tôi vừa rồi làm việc với cái đoàn của Úc, nó bảo tôi là lương ở Việt Nam chúng mày cao nhất thế giới. Tôi bảo tao đập vào cái mỏ mày ấy, bố mày tiến sĩ lương có 50 đô lấy đâu cao. Nó bảo mày có làm gì đâu mà 50 đô. Cho nên các mẹ mồm làm thì không làm, suốt ngày rên. Các bạn ạ, mẹ làm thì không làm, ngồi bấm máy tính xong rồi mẹ rung đùi. Lương tối đa không quá 2 triệu đâu. Cho nên ấy, thị trường là không cho phép. Chúng ta đã nhận như thế, nhưng mà tới đây không được thế đâu.
các bạn còn thế thì các bạn vỡ chặt đầu nước. Nhớ điều tôi nói, làm việc cật lực các bạn. Bọn tôi làm đấy, anh Trọng anh đứng kia, thằng đẹp trai đứng kia, thằng Cảnh, không bao giờ bọn tôi cho phép ngủ trước 2 giờ đêm cả. Gia lô hoạt động liên tục. Ok. Chứ còn làm như các bạn hơi tí là kêu bạn. Tôi công nhận bạn, nhưng là bạn so với bạn ngày hôm qua không hề bạn so với tôi, đặc biệt là không hề bạn so với chuẩn của một nhân viên trong công việc, và đặc biệt không hề bạn so với chuẩn của nhân sự thị trường. Wow, đừng kêu nữa nhé, vì các bạn nói cho cùng cũng sinh ra từ văn minh lúa nước này. Ăn mặc thì thế kỷ 21, nhưng cái não thì đang ở thế kỷ 14. Tôi nói thật, cố mà cải tạo cái cách nghĩ đi. Trường Doanh Nhân PR.